Nghe nói tình hình dạo này CPU Intel lên giá ghê lắm. Xem nào, 8.400. Úi xôi, gần 9, à quên gần 6 triệu. 8.100 nè, úi, gần 4 triệu. Khiếp thật. Nhớ ngày xưa anh em mà build PC cắm con 8.100 cần ngon lành GTX 1080. Rồi thì giá thì lại rẻ nữa. Nói chung là 8.100 một thời. Cách đây có mấy ngày mấy tuần thôi, mình đã từng làm một chiếc PC mà sử dụng 8.100 với cả GTX 1070 Ti ấy. Anh em thấy không? Cũng khiếp đấy chứ. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì có vẻ như là cái sự ngon lành cành đào đó của những con CPU đến từ Intel đã không còn nữa. Bởi vì sao? Lý do rất đơn giản. Intel bây giờ họ đang có thể coi như là một chiến lược để họ ém hàng, để họ chuẩn bị cho thế hệ CPU mới. Thế cho nên là những anh em trong cái thời điểm cuối năm này, đặc biệt là những anh em mới nhập học hay là những người mà cần có một cái dàn máy tính để phục vụ công việc. Bởi vì thời điểm này nhập học cũng có nghĩa là rất nhiều anh em đã ra trường và bắt đầu đi làm, chúng ta cần có những công cụ để làm việc. Thì việc build một chiếc PC là rất cần thiết. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà CPU Intel nó lên như thế này ấy, cũng khá là khó đúng không ạ? AMD thì cũng được thôi, nhưng mà tuy nhiên những con chip AMD Ryzen thế hệ 2 thì chưa chắc đã là kinh tế hơn Intel nhiều. Mặc dù là chúng nói về một số khía cạnh thì nó cũng hơn thật. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái option cực kỳ ngon với một con chip cũng có thể nói là rất ngon. Mặc dù là đã được ra mắt vào năm ngoái rồi, nhưng mà thời điểm này theo mình nó vẫn là rất hợp lý, đặc biệt là về cái mức giá của nó và cái mức hiệu năng của nó mang lại. Và không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng đến với những cái linh kiện mà sẽ xuất hiện trong cái dàn PC này. Đầu tiên, dĩ nhiên rồi, chúng ta đang nói về chip mà. Hãy đến với con chip AMD Ryzen 5 1600. Con CPU có cái xung nhịp cơ bản là 3.2GHz và boost lên được tới 3.6GHz với 6 nhân và 12 luồng. Thì mình tin chắc là Ryzen 5 1600 có gì để chê trong cái thời điểm này với mức giá của nó chỉ khoảng 4.5 triệu. Quá ngon đúng không ạ? Vâng, CPU là như vậy. Mainboard thì như thế nào? Mainboard này cũng chính là cái main mình đang dùng để làm video hàng ngày cho anh em xem đây. Đó chính là Asus B350MA, Asus Prime B350MA, chipset B350 dành cho CPU AMD Ryzen. Có khá là nhiều cái công nghệ phụ trợ ở trong con chip này, ví dụ như là safe slot, core, vân vân, những cái cổng kết nối an toàn LANGUARD, rồi thì over voltage protection, stable power supply. Nói chung là nó sẽ mang lại một cái khả năng vận hành êm ái, trơn tru và ổn định cao. Đó, cái tính ổn định đấy là thứ mà chúng ta cần thiết đúng không ạ? Bất kể là anh em chơi game hay là làm việc thì ổn định cũng là cái yếu tố quan trọng bậc nhất. Tiếp theo nữa là chúng ta hãy đến với cả cái card đồ họa đây. Để cung cấp sức mạnh cho dàn PC này thì mình xin phép được sử dụng card GTX 1060 3GB. Vâng, 1060 3GB. Anh em hoàn toàn có thể lựa chọn 1050 Ti, nhưng mà mình build cái dàn này sẽ sử dụng 1060 3GB. Tại vì sao? Bởi vì quà tặng đi kèm 1060 nó đáng giá hơn chứ sao. Và quà tặng đó là gì lát nữa mình sẽ nói nhé. Tiếp theo nữa, để cấp nguồn cho cái hệ thống này thì mình sẽ sử dụng một cái bộ nguồn là Thermaltake TR2 series. Đây là bộ nguồn S450W. Vâng, TR2 series. Bộ nguồn có công suất 450W và cái điểm đặc biệt của nó là nó có màu trắng đen khá là đẹp. Tiếp theo nữa đó là những cái thứ liên quan để có thể chạy được cái hệ thống chúng ta, đó là RAM. RAM thì ở đây mình sẽ dùng một thanh HyperX Fury 8GB có bus là 2400 nhé, chứ không phải là 1600 đâu. Đây mình sẽ dùng một thanh HyperX Fury bus 2400, dung lượng 8GB. Vậy là đủ xài rồi. Tiếp theo nữa đó là vỏ cây. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có HDD. Vâng, đây là HDD Seagate 1TB. Đó, vẫn còn nguyên trong túi đây luôn. Barracuda 1TB Seagate. Tốc độ là 7200 RPM. Thế thì anh em sẽ có một thắc mắc nhỏ, đấy là SSD đâu ta? Vâng, đó chính là cái phần quà tặng khi mà anh em build PC tại TNC Store mà có sử dụng card đồ họa GTX 1060. Đó chính là một cái bộ quà tặng trị giá khoảng 2 triệu đồng. Trong đó thì anh em sẽ được một cái SSD đây, 120GB Kingston. Yên tâm là hàng zin, hàng chính hãng luôn, bởi vì là tất cả mọi thứ đều y nguyên, chưa bóc ra. Vâng,
SD Kingston 120GB. Và còn một cái phần quà nữa, đó là một cái pad chuột RGB. Cái pad chuột nó mềm mà hôm trước mình đã có cái video combo bàn phím chuột không dây kèm theo pad chuột này đi. Đẹp cực kỳ luôn. Và cuối cùng, để tổng hợp tất cả những thứ này lại thì chúng ta sẽ sử dụng một cái vỏ cây, đó là vỏ cây Sigmatic Sirocon. Đây, cái vỏ cây này chúng ta sẽ có hai mặt kính nhé. Đây là kính chứ không phải mica hay là nhựa đâu nhé. Đó, mặt trước của nó cũng là kính luôn. Đó, một cái vỏ cây hai mặt kính kèm theo, tặng kèm cho chúng ta là ba cái quạt có đèn LED ở đằng trước này luôn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắp tất cả những linh kiện này vào với nhau để xem sức mạnh thật sự của nó sẽ ra làm sao nhé. Vâng, và bây giờ là tiết mục test game. Cứ nhảy xuống trước đã tính sau. Đấy, trong lúc mà nhảy xuống thì mình sẽ chia sẻ với anh em một chút về cái mà anh em vẫn hay gọi là setting ấy. Đây. Ấy giời, đây, setting. Hiện tại thì mình đang để ở tất cả là Ultra hết nhá. Thật ra là setting như thế này là nó không khoa học đâu. Nó hơi thiếu thông minh một tí. Nhưng mà đằng nào thì chúng ta cũng chỉ sử dụng để test game thôi mà. Cho nên mình cứ Ultra hết đi. Để anh em xem là sức mạnh của nó được đến đâu. Ủa, đồng thế. Thôi, né chỗ khác. Đấy, chứ không chết sớm quá lại chả có gì để nói với anh em. Và anh em có thể nhìn thấy là khi mà đã gần tiếp cận mặt đất rồi, mặc dù là cái map này nó cũng hơi nhẹ hơn những cái map khác một tí thôi, nhưng mà anh em có thể thấy là đấy, Ultra hết 10603G cùng với Ryzen 5 1600, chúng ta sẽ có một cái mức hoạt động rất là tuyệt vời. Ôi ơi, chưa gì, đừng. Ấy, không. Ấy, đừng. Đấy, đại khái là chúng ta có thể chiến khá là ngon lành ở khoảng 60fps. Và nếu như mà anh em hạ thấp một chút xuống cái cấu hình ấy thì có lẽ là chúng ta sẽ còn có thể mượt mà hơn rất nhiều. Đây anh em có thể thấy 50-60fps này. Rồi thì CPU hoạt động khoảng 20%, GPU được tận dụng tối đa với mức nhiệt độ khoảng 70 độ C. Thực ra là 70 độ C không cao tí nào đâu. Hiện tại thì quạt dưới card đã quay rồi, nó mới quay thôi, cho nên là lát nữa thì nhiệt độ này nó còn ổn định hơn một chút. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục test một số tựa game khác xem sao. Ý, và bây giờ là CSGO. Đấy, cái dàn PC này thì với cái vỏ silicone này anh em có thể thấy là chúng ta có thể khoe ra nguồn, khoe ra bộ nguồn chúng ta. Có nguồn trắng, đen các kiểu. Rồi thì chúng ta có cái đèn quạt LED đỏ cũng khá là ấn tượng. Và bây giờ thì mình đang trải nghiệm game trên màn hình HP 27X có tần số quét là 144Hz. Đấy, CSGO thì dĩ nhiên rồi, như mọi khi thôi, mình sẽ để cái mức setting là tối đa hết. Anh em có thể thấy là cái phần video setting mình để max hết rồi nhá. Và FPS thì cứ gọi là quẩy trên màn 144Hz thì tuyệt vời. Ui giời, đông thế, ba thằng. Ok, nói chung giết được một mạng rồi, thế là cũng hoành tráng rồi, giỏi hơn mình mọi khi. Anh em có thể thấy là chúng ta chiến rất là ngon lành, đúng không ạ? Tuy nhiên thì CSGO thì có một cái sự không ổn lắm ở GPU khi mà nó không được tận dụng tối đa. Nhưng mà chúng ta vẫn có cái mức FPS cực kỳ cao, thế là ổn rồi, đúng không ạ? Vâng, và cuối cùng là đến với tựa game có thể gọi là sát thủ phần cứng hiện tại, đó là Final Fantasy 15.
Thì anh em có thể thấy là hiện tại mình đang chơi khá là mượt mà chứ. Trên 60 FPS cơ mà. Úi dồi ôi, thế này thì... À dĩ nhiên rồi. Một phần nữa là do mình đang để cấu hình nó không phải là mức cao lắm. Ở đây, mình sẽ vào graphic cho anh em xem. Thì tất cả mình đang để ở cái mức gọi là average. Đấy, preset này, average này. Tức là trung bình thôi, chứ không phải là cao mà cũng không phải là thấp, mà cũng chưa phải là high đâu. Nó kiểu như là học sinh trung bình ấy, học sinh trung bình yếu ấy, chứ không phải là trung bình bình thường đâu. Đấy, còn học sinh yếu kém thì nó là tầm low. Đây, mình đang để average. Đấy, thì những cái khác như là Hairworks hay là VXAO hay là Turf Effects, Shadow Lift thì mình tắt hết đi. Rồi, và đây, kết quả của chúng ta đó là Final Fantasy 15 có thể chơi ở 60 FPS. Thử đi đánh quái xem như thế nào. Quái đâu hết rồi? Đâu rồi? Nhạc lên mà không thấy quái đâu, sợ quái. Đâu rồi? À đây. Quái đó. Úi rồi. Xuống, tụt frame rồi. Không sao, chúng ta vẫn khoảng 50 đổ lên. Nhảy xuống 49 nhưng mà không sao cả, vẫn đánh được. Ồ, như vậy là xong rồi. Đấy, nói chung là mặc dù là cái tựa game nghe có vẻ khủng khiếp đấy, nhưng mà với cái cấu hình này, với con chip AMD Ryzen 5600 và GTX 10603G thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn yên tâm quẩy được Final Fantasy 15 ở mức cấu hình là trung bình, average. Vâng, và đó là TNC Sniper 10603G phiên bản đội đỏ. Chúng ta sẽ có chip AMD Ryzen 5600 và kết hợp với sức mạnh của card đồ họa GTX 10603G. Và như anh em có thể thấy đấy, chúng ta hoàn toàn có thể chiến rất ngon lành các tựa game có thể nói là đỉnh đám nhất hiện nay. Và mức giá dành cho em này chỉ chưa tới 17 triệu đồng. Nếu như chiếc Sniper trước đây với con chip G5400 và GTX 10603G với mức giá chưa tới 15 triệu đồng đã khiến cho anh em có thể chao đảo với rất nhiều tựa game khác nhau rồi, thì Ryzen 5600 anh em thấy đấy, với mức giá không chênh lệch quá nhiều, đặc biệt là trong cái thời điểm mà CPU của Intel đang có mức giá cao như hiện nay, thì một lựa chọn sử dụng chip AMD theo mình là khá là xứng đáng. Và anh em nghĩ sao về dàn PC này với mức giá chưa tới 17 triệu đồng và có thể trải nghiệm một con CPU 3.2GHz 6x12 luồng thì quá ngon đúng không ạ? Và chưa hết đâu nha, nếu như mà anh em xây dựng chiếc PC này ở TNC Store thì sẽ nhận được ngay một bộ quà tặng có giá trị tương đối cao đấy, bao gồm một SSD Kingston 120GB. Bên cạnh đó chúng ta còn được tặng thêm một con chuột Fulon G90, cái con chuột mà có switch bất tử ấy. Thứ ba nữa là được thêm một cái patch chuột RGB cực kỳ đẹp mà hôm trước mình đã có một cái video giới thiệu với anh em về cái patch chuột đó rồi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em về dàn PC ngày hôm nay. Anh em nghĩ sao? Ngon đúng không? Hãy chia sẻ một cách bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, nếu anh em thấy video là hay và muốn chờ đợi thêm nhiều cái cấu hình build khác nữa của TNC Store cũng như là đến từ TNC Channel thì hãy đăng ký ngay kênh của bọn mình và đừng quên bấm nút chuông bên cạnh để có thể gặp lại nhau nhiều nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì như mọi khi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye.